Mặc dù mưa bão trong quý 3 đã gây thiệt hại 0,15 điểm phần trăm, nhưng tăng trưởng GDP vẫn rất cao là 7,4%. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, chúng ta không phải nghi ngờ số liệu này. Và tăng trưởng cả năm, nếu có điều kiện, sẽ phấn đấu GDP cao hơn 7%. Đây là thông tin tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra trong chiều nay. Tại cuộc họp báo, trước câu hỏi của phóng viên về việc kinh tế xã hội bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, nhưng vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2024 là 7%. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đánh giá thiệt hại sau bão lũ là thiệt hại 0,15 điểm phần trăm. Sẽ có ý kiến cho rằng bão lũ thiệt hại lớn như vậy, tại sao tăng trưởng quý 3 vẫn đạt 7,4% là như thế nào, tăng trưởng cao là sao? Và cho biết đây là đánh giá sơ bộ và nhanh để báo cáo Thủ tướng. Nếu không có bão lũ thì con số tăng trưởng quý 3 còn cao hơn và không phải nghi ngờ số liệu này. Và Bộ báo cáo Thủ tướng phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 7%, nếu có điều kiện thì phấn đấu cao hơn 7%. Trong giải pháp chỉ đạo của chính phủ mà Bộ Kế hoạch Đầu tư tham mưu thì có một cái gọi là những địa phương mà không bị ảnh hưởng và có tiềm năng thì cần phải chia sẻ và nỗ lực hơn để bù đắp lại những thiệt hại của các cái địa phương mà bị ảnh hưởng. Ở đây thì trong báo cáo thì chúng tôi cũng đã có kiến nghị với Thủ tướng có hai địa bàn trọng điểm. Mà nếu như tăng trưởng của hai địa bàn này mà phấn đấu ở mức cao hơn thì nó sẽ tác động rất tốt đến với tăng trưởng kinh tế của cả nước, đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề đang được người dân rất quan tâm hiện nay đó là giá bất động sản ở nhiều địa phương đang bị thổi giá quá cao, rất khó có thể mua được. Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá có 3 nguyên nhân chính. Đó là do lệch pha giữa cung cầu, cầu hơn cung quá nhiều. Hai là bất động sản bị thổi giá, một số nơi đấu giá bất động sản đẩy cao lên nhưng lại bỏ cọc. Thứ ba là chi phí đầu tư đầu vào tăng cao, đến từ tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng. Để kiểm soát ba cái nguyên nhân này thì ở luật cũng đã có quy định rất rõ. Thứ nhất là rất nhiều luật đã quy định về việc là chống thổi giá rồi chống thao túng thị trường, như là ở bộ luật hình sự này, luật cạnh tranh này, luật đất đai. Và đặc biệt là tóm lại thì luật kinh doanh bất động sản vừa qua thì đã đưa ra những cái điều khoản mà rất là rõ ràng, mạnh mẽ trong việc kiểm soát hành vi thổi giá và lũng đoạn thị trường bất động sản. Ông Nguyễn Việt Hùng cũng cho biết để chấn chỉnh vấn đề này, vừa qua Thủ tướng có công điện với các yêu cầu cụ thể với các bộ, ngành, tỉnh liên quan. Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị các tỉnh thành đẩy mạnh thanh kiểm tra, thực thi các quy định pháp luật liên quan đến các dự án, chủ đầu tư, đơn vị môi giới có hiện tượng thổi giá, trục lợi, có biện pháp ngăn ngừa xử lý vi phạm nếu có, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, giảm lệch pha giữa cung và cầu, công khai các dự án nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, ngăn chặn lừa đảo bất động sản. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là phiên họp rất quan trọng để rà soát lại công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 khai mạc vào ngày 21 tháng 10 sắp tới. Trên tinh thần tích cực, khẩn trương, trong 5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến quyết định 21 nội dung quan trọng với trọng tâm là công tác lập pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 8 dự án luật, hai dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội cho biết, thông thường tại các phiên họp sát kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ xem xét về nội dung kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và một số ít nội dung cấp bách khác. Nhưng do khối lượng công tác lập pháp tại kỳ họp thứ 8 rất lớn, nên cho đến phiên tháng 10 này vẫn còn khá nhiều dự án luật, dự thảo, nghị quyết chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Cụ thể, có 5 dự án luật trình xin ý kiến gồm Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Dữ liệu. Cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án Luật Nhà giáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến với 2 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết hết sức quan trọng mà Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình một kỳ họp, là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế và Luật dự trữ quốc gia.
nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự, nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Tập trung để mà kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 này rất nhiều nội dung so với các kỳ họp, nhưng mà chúng ta phải lãnh đạo tổ chức thành công cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đây là cái niềm tin của người dân kỳ vọng vào cái kỳ họp chúng ta. Mà muốn thành công thì chúng ta phải chuẩn bị kỹ về nội dung từ sớm từ xa. Nhân đây thì tôi cũng đề nghị các đồng chí phó chủ tịch phụ trách khối thì các đồng chí ra soát lại những cái luật nào, những cái quyết nghị quyết nào mà hiện nay nó còn ý kiến khác nhau, thì các đồng chí tiếp tục họp thành viên của ủy ban, họp thường trực để cái tờ trình tiếp thu làm sao là cho nó rõ, nó sát với cái tình hình. Có những vấn đề thì nó còn ý kiến khác nhau, buộc chúng ta phải xin ý kiến Quốc hội để mà xem xét, thì hạn chế tối đa cái việc này mà phải thống nhất từ các cái thành viên của các cái ủy ban để trình Quốc hội cho cái tạo cái sự đồng thuận ngay từ đầu. Đúng là lúc họp thì cũng có những ý kiến này, ý kiến khác, nhưng mà làm sao có sự chỉ đạo lãnh đạo cho nó tốt nhất vì sự phát triển của đất nước. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là các báo cáo quan trọng trình bày trước Quốc hội trong phiên khai mạc và phát thanh truyền hình trực tiếp. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến kỹ lưỡng, cụ thể, làm cơ sở cho Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội, bảo đảm ngắn gọn, thực chất, sát thực tiễn, đánh giá được tổng thể về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách của đất nước trong một năm qua, cũng như thể hiện một cách đầy đủ, trung thực, khách quan ý kiến, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, tạo đà cho năm 2025. Không có lý do gì mà không phân cấp phân quyền, không có lý do gì mà không xóa bỏ cơ chế xin cho. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng trên 7%, tăng trưởng quý tư từ 7,5 đến 8%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng này khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra trong sáng nay. Các báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại cuộc họp cho thấy tăng trưởng 9 tháng đầu năm cao hơn so với kịch bản đã đề ra. GDP quý 3 tăng 7,4%. Tính chung 9 tháng tăng 6,82%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng tăng 3,88%, lạm phát cơ bản tăng 2,69%. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 85,1% dự toán năm. Tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó, phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đã đạt được thời gian qua. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 10 với quan điểm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Không có lý do gì mà không phân cấp, phân quyền, không có lý do gì mà không xóa bỏ cơ chế xin cho. Đối với nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng, Thủ tướng đề nghị ưu tiên cho tăng trưởng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Là dứt khoát không để thiếu điện, thiếu xăng dầu, thiếu thuốc, thiếu các cái vật tư cho đầu vào sản xuất, kinh doanh và cái sinh hoạt của người dân. Đây là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Thủ tướng cũng đề nghị cần chuẩn bị kỹ các luật, nghị quyết trình Quốc hội theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính, vừa quản lý được, vừa kiến tạo phát triển, huy động mọi nguồn lực phát triển. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.
là hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho các hộ bị trôi nhà, mất chỗ ở do thiên tai gây ra, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ưu tiên cho nhà ở xã hội và hưởng ứng cái phong trào thi đua xóa nhà tạm nhà dồn nát hoàn thành trong năm 2025. Về nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng trên 7%, tăng trưởng quý tư từ 7,5 đến 8%, đẩy mạnh tạo đột phá giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất 95%. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý dứt điểm các vấn đề dự án tồn đọng, kéo dài, các ngân hàng yếu kém, phương án xử lý đối với ngân hàng SCB, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.